Mến chào các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết học ở bài chủ đề sơ đồ mạch điện. Ở chủ đề này thì cô nói tiếp ở bài 57 và bài 58 ha các em. Bài 50 về đầu tiên là về bài 57 là vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. Một là mã chuẩn bị. Nội dung bước thứ nhất là phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện. Ở đây cô có cái sơ đồ, các em hãy phân tích sơ đồ gồm có các phần tử nào. Mạch điện gồm có một cầu chì, một công tắc hai cực, một đèn sợi đốt, một ổ điện, dây pha ký hiệu chữ A, dây trung tính thì ký hiệu là chữ O. Hãy phân tích mối quan hệ giữa các phần tử. Cầu chì thì được mắc trên dây pha. Cách mắc như thế nào so với công tắc và ổ điện? Công tắc thì được mắc vị trí, công tắc thì tính là vị trí. Vị trí của công tắc là nằm ở phía sau cầu chì. Vị trí trước bóng đèn. Ổ điện thì được mắc như thế nào so với nguồn? Được mắc song song. Chúng ta có sơ đồ nguyên lý. Từ sơ đồ nguyên lý thì các em hãy vẽ sơ đồ lắp đặt. Trình tự vẽ. Đầu tiên vẽ dây nguồn, dây trung tính, dây pha, bản điện. Phân bố các thiết bị điện bao gồm có cầu chì, công tắc, ổ điện, bóng đèn, đi dây pha. Các em thấy bóng đèn một đầu là dây pha và đầu còn lại là dây trung tính, thì chúng ta sẽ đi dây. Dây trung tính. Có các mối nối. Đó là ở bài 57 là chúng ta vẽ được cái sơ đồ lắp đặt. Tiếp theo ở bài 58, thiết kế mạch điện gồm có mấy bước và những bước đó là gì? Thiết kế mạch điện là gì? Là những công việc cần làm trước khi lắp đặt mạch điện. Gồm xác định phải có gồm 4 bước. Đầu tiên, xác định nhu cầu sử dụng của mạch điện. Thứ hai, đưa ra phương án thiết kế và lựa chọn phương án thích hợp. Thứ ba, xác định những phần tử cần thiết để lắp đặt. Bước thứ tư, lắp thử kiểm tra. Trình tự. Xác định mạch điện dùng để làm gì. Đưa ra phương án thiết kế, bao gồm là chúng ta sẽ vẽ sơ đồ nguyên lý và lựa chọn phương án thích hợp. Chọn thiết bị và đồ dùng điện thích hợp. Cuối cùng là lắp thử kiểm tra mạch điện. Chúng ta sẽ cùng nhau làm cái ví dụ. Bạn Nam cần lắp đặt mạch điện gồm có hai bóng đèn sợi đốt dùng để điều khiển đóng cắt riêng biệt để chiếu sáng, một đèn dùng cho bàn học và một đèn thì chiếu sáng giữa phòng. Các em xác định mục đích mạch điện dùng để làm gì? Và ở đây các em sẽ bước thứ hai là chúng ta sẽ chọn, đưa ra phương án thiết kế
Vậy ở đây có 4 cái sơ đồ nguyên lý. Các em hãy chọn một cái sơ đồ phù hợp với cái nhu cầu của bạn nha. Đó là mạch điện dùng hai đèn sợi đốt điều khiển riêng biệt. Mạch điện phải gồm có hai bóng đèn sợi đốt điều khiển riêng biệt thì sẽ bao gồm có hai công tắc. Mỗi công tắc thì điều khiển một bóng đèn. Vậy ở trong cái sơ đồ này thì em thấy cái sơ đồ nào thỏa được cái yêu cầu đó? Đó chính là hình 3 nè, là có hai công tắc hai cực và hai bóng đèn. Hình 4 cũng có hai công tắc hai cực và hai bóng đèn. Tuy nhiên ở hình 3, hình 4 thì các em thấy nó khác nhau chỗ nào? Đây chính là có cái dây ở sơ đồ mặt 4 đó, thấy không? Và nếu như trường hợp mà mắc dây như sơ đồ số 4 thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra? Đó chính là hiện tượng ngắn mặt. Do đó chúng ta sẽ không chọn sơ đồ số 4 ha. Sơ đồ đúng là sơ đồ số 3. Chúng ta sẽ chọn sơ đồ số 3. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ chọn thiết bị điện và đồ dùng điện phù hợp. Vậy ở đây sẽ chọn hai cái đèn sợi đốt với công suất bao nhiêu là phù hợp. Bạn sẽ chọn chọn đồ dùng điện. Đầu tiên đèn bàn học thì công suất phù hợp đó là 25W. Còn đèn ở giữa phòng thì chúng ta có thể chọn đèn 60W, 75W đều được. Và bước thứ tư là lắp thử và kiểm tra mạch điện. Đó là nội dung ở bài chủ đề sơ đồ mạch điện ở hai bài cuối cùng là bài 57 và 58 ở chương trình sách giáo khoa. Đó là cái bài cuối cùng của chương trình công nghệ lớp 8.